Rồi ok, giờ các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với con Dota 2 ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một màn, chúng ta sẽ đấu với cái lực lượng giáp tinh này của tướng Roman. Và đây cũng sẽ là cái chiến dịch cuối cùng của tướng Roman. Thì khác với chiến dịch trước thì trong chiến dịch này chúng ta sẽ chúng ta ở trong cái tư thế của phe tấn công. Tức là lúc này đây là lúc này phe nước đang thua ở Bắc Phi và tướng Roman đã vừa mới trở lại và chung mà thế trận nó đã khác rồi. Lúc này quân Mỹ nhìn chung đã đến để hỗ trợ quân Anh cũng như là quân số lượng của hai bên cũng có chênh lệch. Quân Đức dần mất đường cái vị trí nó chiến lược rồi và họ cũng không thể làm một việc đó là kiểm soát được kiểm soát trên đảo kia, dẫn đến là họ không thể cắt đứt được kinh tế của quân Anh. Quân Đức của người Đức trước nay khi họ tấn công nước Anh là tấn công người Anh cũng như là tấn công tiến quân ra Trang Phi á, nhưng mà cái giờ đó là đứt cái đường tiến của quân Anh. Cái lỗi mà xin lỗi các bạn, cắt đứt cái tuyến đường biển của người Anh để người Anh không thể chở hàng hóa từ Mỹ qua đó mà giúp họ giành chiến thắng, đánh vào cái hậu thế nguồn lực của người Anh. Nhưng mà tiếc là hải quân Anh quá mạnh, thế là họ người Đức không thể thắng trên biển mà họ lại không chắc để thắng quân Mỹ. Tuy nhiên ngay cả khi họ cố gắng làm đó thì nguồn quân đội Anh ở Bắc Phi cũng như là cái sự hỗ trợ của người Mỹ dành cho người Anh nó quá tốt. Với các bạn là cảnh này mình không bắn ra ngoài được nha, nó bắn áp chế kinh lắm. Đuổi đợi nó đặt cửa rồi nó bắn. Đây là không thể bắn luôn, tại nó có thể bắn ra ngoài rồi nó bắn vô là không thể chơi đâu. Chọi thu đó, chọi cao quá nó tưng các bạn. Đừng có ra bộ đồng chí, tôi chưa có cái lưu đạn nó nổ mà. Khẩu này thật ra bắn cũng được, nhưng mà để coi cái khẩu này của Đức bắn cũng khá là ngon á, nhưng mà cái đầu nhắm của nó nhỏ quá. Mình nhận thức cái này á, thấy cái đầu nhắm bự nó dễ nhắm các bạn, mang cái này bắn đi thôi hồi nó nổ. Cái gì đây, hắn có chiếc xe tăng thôi sao chơi. Đây đây, phải đi vòng vòng các bạn. Trời, nó chiếu luôn mắt bên phe mình không bắn được. Cái game nó làm những tình tiết khá tốt chứ. À, giờ nó bắn áp chế kinh quá. Thấy đồng đội mình xông lên rồi vậy mà vẫn chưa được. À đây đây đây, xe này cũng rất là hay lắm nè. Trong Company Hero mấy chiếc xe này cũng khá là nguy hiểm chứ. Trời. Tưởng đấy ông sĩ quan mình phe mình lao lên rồi mà sao còn để thằng lính Đức nó đứng ở đó còn nữa hả? Ở đây ông sĩ quan phe mình lao lên rồi mà nó còn ổng không bắn cái thằng đó. Trời, sếp ơi, sếp làm vậy chết lính tụi em đấy. Em thấy sếp xong lên rồi, em biết sếp được máy chủ nó bảo kê, nhưng mà tính định nó không có bắn sếp, nhưng mà sếp làm vậy chết em. Em tưởng có hết địch rồi. Em xong. Đây là màn của chúng ta. Chúng ta một khác đây, nhưng mà lưới đó. Đó thấy chưa. Ba cơ ca là chết ngay đấy. Mà là cú đó nó bắn vô chỗ mà giáp nó dậy. Không có nổi rồi. Chơi là hồi tụi chơi điều khiển trên cái Winero mà điều khiển chiếc này mấy con cách 38 hay là 57 mili cũng không phải là cái gì đó nó quá nguy hiểm, tại vì máy chiến đấu nó có, nhưng mà mấy thằng mà nó có pháo thì nó bắn vào cậu ấy. Mấy con thậm chí là một bên Joka bên Mỹ hay là mấy con pháo đó, pháo là bắn vào cậu của anh nữa. Sau rồi pháo mà nó bắn nguyên cái cục lửa nó của phe anh á, chiến đấu
quá dễ. Cái này là bắn dắt trước mà cái tăng không bao giờ đúng rồi. Mấy bạn cho mình ném đi mình bắn nhầm mấy bạn cho mình rồi. Đâu đây? Đâu? Nghe nó la lên Banzistan mà không thấy đâu. Chơi cái này mà nghe Banzistan còn sợ. Sợ như là chơi mấy cái game khác mà nghe cái chữ là không chữ gì đấy. Bắn vô máy rồi. Không ý là trong cái bí rồi đâu. Nghe là có bắn vô máy thì mình không ăn. Chả bị được như vậy đâu. Cuộc lắm nó trái máy xíu rồi. Mình vẫn quay qua nó bắn lại mất bạn. Con này hình như là 37 ly gì vậy. Không, không, 37 ly nó bự hơn chứ bắn chậm hơn. Con này ăn mấy ly à. Sao dòm nó nói chứ ăn đạn ăn banh trên cái chạy vòng vòng cái này khó nhìn lắm. Cái giáp mà vô ngay mấy cái chỗ mà hẹp hẹp cũng vậy là dễ bị bộ binh nó cũng tính cái mấy nhà. Cái giáp là chỉ đánh ở cái nơi đất trống là tốt thôi chứ còn vô mấy khúc này cũng nhiều à. Thành ra nhiều bạn chơi hết ở Byron á hỏi là có cách nào để chống cho tăng hiệu quả không thì nó là cái thủ trong rừng nhờ cái giáp cái cơ giới nó bị hạn chế là ngon. Biết cách thì bộ binh vẫn ăn được thiết giáp như thường. Ok, nhà. Cái cảnh đó là mình xem mình bắt buộc bị nổ nhưng chứ không phải là mình chơi dở nha các bạn. Ăn nhiều đạn nè. Ờ, ôi nó tương nhiều đạn kinh đấy. Đầu đây đập từ nhiều hướng quá vậy nó bắn ánh chế kinh quá anh em bắn hộ tôi tí nào vậy sao tôi bắn trời đất ơi nó trội lựu đạn cùng lúc luôn lui lại nó cũng may là lui lại rồi đó mày định vậy sao bắn vừa lú lên chưa kịp nhắm là bị nó bắn rồi. Anh em đâu, phụ luôn tay, chứ mình cứ bắn à. Ủa anh em mình đâu hết rồi. Anh em ơi đừng bỏ tôi một mình. Ủa, mấy thằng đồng đội mình nó chạy đâu hết rồi. Ê anh em chắc nó leo lên đây nó chạy đi hết rồi. Ở đây có cái súng máy ngon quá vậy nãy chạy anh đây bắn cũng phải ngon nó sẽ đuổi theo mình rồi bắn. Con MG42 này quá chất luôn. Vậy là đồng đội mình nó chạy chỗ tốt trước. Đứa con nó đâu rồi, cái áp chế của mày. Sao con hẳn đứng đó mà anh em đứng đây được mà nó không bắn hay vậy.
đạn luôn. Làm mình nhớ là đó chơi một kích có đứa nó chơi nó hát thủ đoạn đó các bạn, nó cứ đứng một chỗ nó fire in the hole mà chết cả đám. Nó cứ fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole. Cho nên nó chơi biết chỗ hát thủ đoạn đó các bạn. Bắn không lại nó chơi lại mình đụng mấy cái mát và dùng cái mát trực tàu mấy cái container xong nó fire in the hole mình không bắn được nó luôn đó, tại vì cái góc cản nhiều quá mà nó cứ đứng nó spam mấy lũ đạn như kiểu đó là hầu như không xong lên được, giống như là pháo mà nó nã liền hồi vậy đó. Forget it, McGregor. The rally point's just up ahead. We'll get pinned down if we stay here. Keep moving. Mình chọi lũ đạn vậy mà nó không thành công, nó không xông ra trời. Đúng lý là thấy lũ đạn là nó phải chạy đúng như. Nhiều đứa nó trong game này nó ai nó cũng còn hơn có cái lỗi các bạn. Nhiều lúc mình qua lũ đạn nó giỡn đứng yên nó luôn, nó ban nó giống như nó chấp nhận nó ăn lũ đạn nó bắn mình vậy đó. Rồi ok, màn đầu đã qua. Bây giờ lên xe đi tiếp nào. Ok đi anh em. Lưu ý các bạn, trận này chúng ta đang đánh với Tunis nha, tức là Tunis đi á. We'll be back for this town. Cái tỉnh mà khá là ngon ở khu vực Bắc Phi mà nó nằm gần Manta, mà trong cái tuần qua Empire bữa mình chơi á, cái tỉnh mà mình mua lại từ người Anh đó các bạn. Công nhận là cái vùng này nó đất, cái miếng đất nó nhỏ và nó ngon hơn hai cái tỉnh kế bên, cái tỉnh Anh, cái vùng Algeria với là cái vùng Libya nó khá là bèo luôn. Nó như là cái thành nhỏ, trong khi cái thành cái đất kia đất nó nhỏ nó lại là thành lớn, trong khi hai cái đất lớn lại là thành nhỏ. Mà tính từ lúc mình chơi quân Anh tới giờ mình chưa lấy được cái cây súng máy của quân Anh nhỉ, hơi buồn. Thật ra cây đó thì cũng không ngon lắm, tại cây đó nó quấn trực chiến khá là chậm. Nhưng mà được cái là nó bắn cái tiếng súng nó nghe khá đã, với lại nó bắn như đào hơn tiểu liên, tại nó tính là đạn không được. Cái tiểu liên này thì tới gì cơ bản là nó sợ đạn tiểu liên. Anh em cho tôi xin cái tiểu liên nha. Còn em chết thì nó rồi. Nhưng tôi xin chết thì nó bắn kẹt chết. Hắt tắt vô, hắt tắt vô. Bắn một bên trước rồi đó. Đó, tuyệt lắm anh em, phải vậy mới được. Không cho nắp sát mình. Nó hết được chưa? Có được bên này. Hoàng đang lên có gì móc trên lòng sau lưng đó. Móc bình thường mấy cái lộn sau lưng chưa được. Nó có tôi liên. Ở đó, anh em bắt tuyệt lắm. Vậy tôi đỡ mà không gắn. Anh em đừng để tôi gắn nhiều quá. Nói xong chưa? Rồi, anh em đi. Rồi, nghe tiếng súng trường nó nổ ở đây kỳ quá. Úc của em chưa 42. Có một khẩu pháo luôn nha. Thảo nào nãy nó bắn cháy thì cái tăng luôn. Mình thì không biết là trên thực tế pháo có đặt ở những cái vị trí mà nó hẹp nó như vậy hay không nha. Tại thường thì pháo nó phải có cái tầm bắn và nó phải đặt ở những cái chỗ nào mà nó có cái tầm bắn nó khá hiệu quả, chứ đặt ở những cái chỗ này giống như bắn được có mấy phát. Cái đồ phải nói chung là cái tầm bắn nó hẹp quá, nó thành ra nó chỉ bắn được có một kiếm thôi. Mà nếu mà vậy thì sử dụng những cái loại pháo mà nó như con Mach 38 hay là con 57mm á, chứ dùng con này hơi phí, tại con này nó quay được 360 độ mà. Nặng nó trên lầu. Anh em bắn chết được nó chưa đấy? Anh em giỏi quá. Vậy đi tôi mới không được. Cái gì đấy? Ở đâu đấy? Leo lên được. Công nhận map thì nhiều đường ghê vậy đấy. Cái chỗ này nhiều vậy, nhiều khi nó nhiều ngóc ngách quá trời thật. Tính nhào lên chiếm pháo. Quên pháo lần này không có chiếm được mà là đặt cho nó nổ luôn. Ủa hướng này á? Đúng rồi. Nãy chỗ kia còn địch nó bắn không mà chỗ này mới ra. Này thì lú lú cái đầu lên. Còn thằng thối quá. Đúng là trên chiến trường thì nó còn như lúc chúng ta tập bắn các bạn. Lúc chúng ta tập bắn thì nó như là điều kiện bắn cũng tương đối tốt. Tới lúc ra chiến trường rồi cũng thứ vấn đề hết trơn.
thôi vẫn còn à, đâu đông thế. Rồi qua đã là kia còn đấy. À, ủa nó chạy đâu mất rồi. À, thôi anh em leo lên thì tôi theo anh em. Để bắn một phát đã, nhét đạn vô cho nó đầy. Ở đó khẩu này đầy đạn hay không cũng không quan trọng lắm, tại nó cũng lên từng viên mà. Nên cứ lên thôi. Khẩu này sao tôi không thèm. Có cái ống kính bắn tỉa là tốt, còn không thì thôi. Còn cũng không cần lắm. Rồi ok, đi anh em. Nhảy hơi lố các bạn ạ. Cũng may trên thực tế cú đó là các bạn nhảy chân rồi đó, nhưng mà trong game chúng ta bị mất máu một cái rồi. Trụ đạn nhiều của tương. Đánh bắn nổ thôi ai ngờ trúng nó các bạn. Cái này là phải dùng tiểu liên bắn nó mới ăn được. Nếu mà không có tiểu liên những cảnh này bắt buộc phải là chiến thắng các bạn. Nên là nếu mà bên nào có tiểu liên thì bên đó nó sẽ được lợi hơn. Người anh phải mất rất nhiều thời gian mới chịu sử dụng sức nướng tiểu liên trong chiếc đó là không có tiểu liên. Nó không trang bị chứ phải không có. Thật ra tới lúc mà thấy súng tiểu liên cần rồi thì còn chế ra cái plan cái vũ khí mà ta nói giống như là cái bản chỉnh sửa của AK-40 vậy đó. Chứ thì mọi vũ khí nó đều có cái hay riêng của nó thôi. Súng tiểu liên thì nó chỉ đã có được là thế giới thứ nhất và người Đức đã sử dụng nó khá là hiệu quả trong những góc bắn hẹp. Toàn chữ Ả Rập không mà không có biết đọc. Ờ, à, pháo pháo à, tương đã chơi không mấy hero mà nhiều lúc bộ binh tiếp cận được pháo là cho chứ một đạn vô đá là cắt thú thì cứ bắn nó một con kia nó bắn ngược lại mình rồi bởi vì ráng còn bò bò cho nó một cái đạn mà nó pháo thì kia nó cắn liền nổ hộp pháo thì chưa được nhưng mà nó chung là nó bị chết lính thì cái khẩu pháo nó sẽ tự nhiên bị vô cùng máy rồi hên hên mình giật được cái pháo đó luôn mình quay lại mình bắn đó phải vậy mới được. Tương lựu đạn vô cho tôi anh em. Không, mình xin lỗi nha, tôi bắn nhanh hơn. À, vẫn còn đây rồi. Ôi, lỡ một chiếc, tôi cũng không biết là như cái khúc mà nhào ra bắn, cái đó là làm cho lẹ thôi chị. Kệ nhiều khi chả kịp nhìn ai là ai đâu. Xe tăng nè. Làm cái đầu mà kinh đấy. Được sao chơi. Làm cái xe tăng nó tương kinh đấy. Được sao bắn. Khói không. Xa quá. Không nghe này không nhắm được các bạn. Khói không à. Trời. Lúc đó nó không chọn tỉa. Mình tính bắn tỉa là để cho nó tiếp dành. À không, xe tăng cho mình, xe tăng cho mình. Ok, anh thử nó cho em, anh thử nó cho em. Anh thử cái con banh giờ đó cho em. Ok, tăng đứt trái rồi. Rồi đó, anh xông lên đi, em bắn cho. À thôi kìa, có súng máy mà anh bắn luôn đi. Anh đưa trang ở đâu? Cứ hô ban cho trang mà. À, rõ ràng không thấy ai mà tụi nó ở đâu hay dữ. Rồi cảm ơn đồng chí nha. À, nó không bắn đồng đội mình, nó không bắn chết cái thằng ở trong đó là mình nặng đạn nữa. Mình có đánh chết được thằng này, cái thằng trong kia nó cũng bắn mới chết mình. Khẩu này đạn nó không được nhiều cho lắm, mà ra là nó đạn đạn hồ hồ hủ dai. Cái con hai thâm chân này xài băng đạn 20 nó dở chỗ mà. Chưa băng đạn 20 nhiều khi nó ai bị cái băng đạn hủ dai thì nó sẽ hủ dai. Ra băng đạn 30 là tiêu chuẩn.
tí nhá, coi kìa. Tuy là bắn sượt qua đi nhưng mà cũng đủ sức làm cái thằng kia nó bị lật qua, nói chung là nó nghiêng qua miếng cho nó mất cái thế bắn để mình bắn thả. Em chi 42 ở đâu? Tương của đạn liền. Tương của đạn ngay. Rồi không nhận được một cái đạn. À, nằm xuống cái là đỡ chúng đạn ngay. Thật ra tại cú đó tại mình bắn nhanh. Bắn sửa không vậy, buồn vậy. Này thì cứ cầm chúng chữa liên nhưng mà bắn sửa sửa không thì không hiệu quả lắm đâu. Bạn mình bắn lại một phát cũng chưa, nó chưa chết nhưng mà nó bị thương tại vì bạn mình nó bị cao rồi bắn nó mất kỳ mất nhiều máu hơn. Anh em đừng có nhào ra cái kiểu đó, tôi bắn nhầm anh em bây giờ. Tiếp tục đi phá pháo plane 88 à. Mấy con plane 88 này bắn đào lắm cho bị hero. Nó quất nhiều khi quất chừng 2 phát banh cho tăng liền. Đó em chỉ 42. À hay lắm, áp sát là không dám bắn. Nãy giờ mình chưa thầy làm khói luôn nha. Đó anh em hỗ trợ bên trường rất tốt. Ok chúng ta đi. À, MC 42. Này thì MC 42. Phát đầu thì không được, phát đầu thì cứ sửa thôi, nhưng phát này là đúng. Đúng là nó không xuống, nó lú mỗi cái đầu lên không bắn khó thì cái đầu là khó bắn trúng. Nhưng mà nó để lộ vai, do nó để lộ vai với lại cái đồ lên á, cho nên là mình sẽ cái tay của nó lên ra mình bắn vẫn được. Bắn bằng phần cái nào đó đấy. Cho anh em để nó được tích túi. Đang bắn tỉa ngon lành. Cảm giác bắn tỉa bằng cái súng này rất thích nha. Khi mà các bạn bắn tỉa mà không có cái bắn tỉa nó còn phê hơn các bạn. Khi mà các bạn bắn tỉa mà có cái bắn tỉa nữa. Tại khi mà các bạn cảm thấy nhắm bằng cái đầu ruồi rất thích luôn. Gì đây? Giật xuống máy bắn luôn hả? Ok. Không cho nó phản công giành lại cái nhà này. Ờ đó, xe tăng mình tới rồi. Xe tăng mình tới rồi, nó không có tuổi. Bắn vài loạt rồi. Ô, có tăng Mỹ luôn rồi này. Quân Mỹ tới hỗ trợ luôn rồi. Mà tiếc là con này con Sherman 5, con Sherman 75. Hay gì có con Sherman 76 rồi tốt. con Sherman đom đóm thì vô mấy khúc hẹp hẹp này không hay. Nhưng mà được con Sherman 76 có nó bắn ngon. Còn thôi vô khúc này mà có con Sherman phun lửa là càng tuyệt vời. Màn này là một trong những cái màn nó khá là ảo diệu các bạn. Trên thực tế là màn này mình sẽ chết ngay đầu tiên, trên thực tế. Còn nhưng mà tại giờ này đâm xe chúng ta có quá nhiều vật chúng ta sống. Cú đâm xe này có thể chúng ta không chết nhưng ít nhiều cũng bị thương. Chưa kể là khúc này là chúng ta sẽ bị phục sức từ hai bên. Bắn từ hai bên bắn qua, nó bắn cao xuống. Đúng là nội tài của nhân vật chính. Quá là trưởng. Trò chơi bạn. Cả đám nó đứng ở bên tình trò nó bắn xuống kìa. Nhớ mình chết cả mấy người. Bản thân mình trúng đạn mà cũng chỉ bị thương hết, không bị thương mà bị thương xíu cái hết liền. Cho nên chúng ta mới sống với mặt cảnh này chơi mấy khúc mà mấy game là nó còn có thanh máu rồi, nhiều khi mình cũng gục rồi đấy. Một cái dạng, một cái kiểu hồi máu nữa đó là hồi máu theo đoạn. Nếu mà bị thương nặng quá không hồi được, giống như cái đoạn mà chơi mới đổ hơn nơi mà khi bản airborne á. Các bạn có thể nó thử thách cho những game này chút. Vì là nó có cách chơi tương đối tự do hơn, chứ bị nó cho các bạn chọn cái gì bắt đầu.
nhưng mà súng thì cũng có lên level, là thì cũng không phải bất công, nó đang có bất công lắm, bất công tại lên level cũng chỉ là thêm một kiện thôi chứ cũng không phải tăng thêm. Khúc này không được, nó bắn từ hai phía mình không đáp trả được. Tại khúc này nãy mình nằm á cho nên là mình bị thương hơn. Rồi bắn bên này trước vậy. Dù khó nhưng mà mình co cái đốm lửa nó xuất hiện chỗ nào mình nã ngay đó. Không trúng cũng có một con MT42 người ta nó bắn khá là ác cái khúc này. Xa quá mà cái đề cát của nó cũng kính nữa, khó lắm, khó nhắn. Nó đang nhắm ngay rồi nên mình bị áp chế là không bắn được. Đây phải chơi đạn thối với nó. Cầm tiểu liên mà bắn như vậy là được rồi anh trai. Ở xa quá thì anh bắn theo là pha duy thôi. Ủa cái gì vậy? Mình nằm xuống rồi mà nó bên kia nó bắn vẫn xuyên qua đây cát là sao? Ở phút này chơi hai cái lựu đạn khói luôn, anh em không lên không bắn rẻ nữa. Không chỉ là khói dài toàn. Có cho thang gì tèo lên không? Có cầu thang gì luôn không? Chơi luôn. Muốn lại luôn, không còn biết có khó gì không. Về đi, áp chế đi. Cái thằng này vẫn không trúng nó được thôi. Thằng đó nó còn sống rồi bắn được tắt nữa nha các bạn. Nó có đạn thâm thần rồi. Mình lại hết lũ đạn nó chứ nó đau. Cái này thằng em đi 42 thì bắn nó chiếm quá. Nhưng mà tiếp cận đủ gần rồi thì nó không còn nguy hiểm nữa. Hồi nãy tính bắn tỉa mà bị nó áp chế rồi không bắn, bắn tỉa được. Nhưng bây giờ thì được rồi. Anh em bình tĩnh, nó còn đông lắm, anh em chưa xong lên được đâu. Ê, đi, 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 đi. Được cái này rồi, hay quá, đợi nãy giờ. Đây, có súng máy rồi. Cái này nó bắn đã hơn. Cái brand này mới mà các bạn nâng cho công lương hero mà các bạn nâng cấp được á, bắn sướng á. Nó bắn thậm chí là nó có chiêu bắn áp chế xe tăng làm xe tăng đi chậm lại luôn. Cái lúc đó là tới vô được dạng bắn áp chế không cho thằng sĩ quan chỉ huy nó lòi đầu ra nó nhìn á, chui ra nó nhìn á. Cũng như là làm xe tăng nó tập trung chủ yếu lính đó, cái đó là khúc đó mà chúng ta áp chế cho lính, cho lính chống tăng của mình nó bắn là cực kỳ ngon. Sự đó mình thấy nha, khó quá mình không biết ai. Này thì em đi 42 hả? Cái con brand này chơi khá thích rồi. Đúng viên hả trời? Mai đó. Đấy, trời ơi. Nhiều hướng thế, nó cứ núp trên mấy cái nhà cao, không khó bắn quá. Đồng đội mình hỗ trợ hơi chậm. Này thì chạy đi vậy mới đúng. Nó vừa đứng lên chạy là đồng đội mình bắn, mà đôi khi đi cũng là cái mắm nha. Nhiều khi chọi không phải đi giết nó mà chọi để bắt nó phải nhào ra cho đồng đội mình bắn, hay là mình bắn không cho nó núp. Đôi khi lựu đạn là để bắn nó ra khỏi chỗ núp. Thằng này bị điên tự nhiên lại chạy vào chỗ của lựu đạn. Hello. Đôi khi không cần nhắm bắn đầu đường. Cây này biết là bắn đúng thời điểm nên cũng hiệu quả lắm. Cái này chưa nạp tính nhà cầm cái này nhào ra bắn. Cái này
cái lúc đó nó còn dịch trên không xanh nữa cơ, nhưng mà được cái là nó bắn khá là mạnh. Rồi ok, nó có xe bọc thép ở đó, tăng mình chưa lên à, nó sợ nó chạy, nó chạy. Ở đây anh em cho tôi xin tí đạn ở đó, cây này hầu như chả bao giờ cần phải lụm đạn cả. Nó thì chơi từ đầu chí cuối bằng cây này chưa chắc nó hết đạn nữa, bắn từng phát không. Cái mà một ca răng thì có thể hết đạn, hay là mấy cây súng tự động rồi nó có SPD hay là cái cây gì của Đức, có những cây kia chưa tới mức mình đập cũng được, thì có thể nó hết đạn chứ cây này không hết đạn. Vậy à, bị xe tăng mình ủi đau thế đó, đang lui. Cây này cái đầu nhắm nó cũng tương đối bự các bạn, nó khá, cũng tương đối là dễ bắn, nó không như mấy cây kia. Nó tuy là nó dùng cái đầu nhắm, nhưng cái đầu nhắm nó tương đối bự, nó không có nhỏ. Rồi ok, núp ra luôn cho ta. Cái chiêu này rất thích luôn, mình rất thích luôn. Rồi bây giờ mình học mấy cái thằng thực sự. Đây em đi sau lưng, em học mấy thằng bên trường cho không cho nó chơi anh đâu. Là nhiều lúc nó núp trong nhà nó chơi, nhưng trong cái nhà này chơi không may là nó bắn được. Xe tăng thường hay để lỡ để hở bình thường, thành ra bộ binh đi sao chứ là để mình xử mấy thằng bình thường. Thôi lần này xe tăng mình không bị chơi là ngon rồi. Rồi vừa mới dứt lời sao xe tăng tới đó là cũng không nhiệm vụ rồi, mà này là chỉ là mình phá thế tập không của nó. Thôi hết rồi, cho xin cho em B40 này xài đỡ vậy. Xin cái này xài đỡ lên chứ giờ biết đâu giờ. Trong Combat Hero mà bạn nào chơi rồi cây phòng không này nó bắn bộ binh cũng ác lắm, dở cái là nó đặt cố định thôi, với lại nó bắn thì nó hơi bị lâu lên cái nhấp nháy, dẫn đến là nhiều lúc cái gì là nhiều lúc nó bị bắn hao máu lên chứ thực chất nó bắn được đau luôn á. Còn mấy con như MG42 hay K30 rồi mấy con nó bắn loạt hơn, chứ nó thấy nó bắn chừng mấy giây thôi là quân mình thấy được. Con này nó bắn hơi lâu nhất nháy mà có điều sát thương nó cao hơn. Còn cái cây phòng không của quân này nó bắn từng từng. Chỉ có bắn cơ giới hay bắn bộ binh nó cũng nhiều khi bị tiếp cận nữa. Mấy phút này là đúng là bắn tỉa thì lợi hơn. À, cái này không che lũ đạn được à, buồn vậy. À, đúng rồi, một trong những cách phá cái khẩu này cũng là dùng lũ đạn rồi các bạn. Nhưng cú đó trên thực tế là một mù mắt đó nha các bạn. Làm mày không bắn tiểu này, bắn bài khẩu này luôn. Ngon nghèo luôn. Anh chơi khẩu này với mấy chú. Rồi ông tội gì không bắn lại á. Lấy đi chứ lụ đạn. Chạy chạy anh em. Mày núp trên cho cao này. À còn một chú bên đó hả? Nãy giờ núp hả? Bên kia có một thằng nó bắn mình, đừng xa anh em để nó bắn tôi thế. Nó chơi ngay trên đó luôn, ngay trên xe luôn, mình không chạy lặng đạn rồi. Ừ, còn địch. Rồi không quân tới rồi anh em lo cho tôi nhé. Đây, bắn.
Ui, trận này mình bắt chặn không công đức. Phút này bắn tương đối dễ, chỉ cần các bạn xác định được chiến là tới trước, chiến là tới sau là các bạn bắn rớt. Đó. Với lại có nhớ là mày nữa. Chỉ có nhớ cái vị trí bay của nó để mà lỡ khi mà bắn rớt là bắt đầu nó chỉ tối thôi. Nó chặn cái tầm nhìn của các bạn. Misa đó nó khá là tạm nó chưa rồi, nó chỉ buồn gần bắn. Vậy là chỉ có cầm bắn nha quý mình đâu. Lúc mình quay pháo không? À, để lọt hai chiếc rồi các bạn. Coi như là thành công rồi, chặn được không quân Đức. Rồi, ok, chúng ta đã hoàn tất chiến dịch của người Anh, nhưng mà về cơ bản thì còn một chiến dịch của người Anh nữa ở châu Âu. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trong tập tiếp theo ha. Mình là Lâm Bách Hợp, rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình.